chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về mở những cái này. Đồ mình mới shopping, nó mới về. Bây giờ mình sẽ mở, mình không biết cái này là cái gì đây. Để coi cái này là cái gì. Mình sẽ mở nha. Cái này là đồ gì? Đồ của Zara. Zara on sale. Đây là cái box đây. Để cho mình mở ra nha. Mình mở ra mình coi nha. Cái này là mình mua rất là ít thôi. Để coi. Mình mua nhiều lần rồi nhưng mà cái này á, cái quần quần sọt á. Quần sọt. Còn cái này là giải, cái này là thun nên mặt nó không có mệt mỏi. On sale rất là nhiều. Quần cục không à, mùa hè. Mùa hè nên mua quần cục không à. À, mua này cho thi. Cái này mua cho thi. Thì cái nón này. Okay. Cái này cái mới. Đồ của Express giải rất là đẹp. Mua quần nữa, quần cục nữa hết trơn. Mặc quá rồi, bây giờ phải đi mua đồ. Không có thời gian đi mua, nên mua lúc nào mua cái gì cũng online thôi, order online thôi. À, mình mua cũng được cái quần jean của Express. Trong các loại quần jean đó là quần jean của hiệu Express là đã nhất á, giải đẹp nữa. Giải đẹp mà mặt nó này thùng giãn. Shopping là vui à. Có đồ là vui à. À, cái này là cái quần. Cũng là cái quần. Quần giải rất là đã nha các bạn. Cái giải này giải thun nha. Giải thun giãn, có độ thun giãn nên là đã. À, bây giờ mình khác nữa. Mình cắt ra. Cái hiệu Express. Cái này là mình mua cái quần. Cái quần này nó không sao nên mình mua. Cái quần này không biết mặc sao đây, nhìn thấy cái kiểu kỳ quá nha, nhìn kiểu giống như bà già nha. Mà mấy cái quần này mặc mùa đông được. Rồi sao? Bây giờ là cái này nha. Yeah. Abercrombie. Cái hiệu này mình rất là thích nè. Khi nó on sale, sale rất là nhiều. Khi mà các bạn mua cái này á, on sale nó rẻ hơn là các bạn vô trong tiệm mua. Vô trong tiệm mua thì nó mắc hơn. Mua online nó rẻ hơn. Cái này cái gì đây? Cái này là cũng qua quần luôn, một đống quần luôn, tại hết quần mặc rồi, cái gì cũng chật hết rồi. Giờ không có đồ mặc, rất là tội nghiệp, không có đồ mặc. Thằng cái này quần cục luôn, mùa hè nên phải mua đồ, mùa hè mặc. Cái này cũng là quần luôn, quần không à. Áo nhiều rồi. Quần. Đây quần này, tại vì bữa trước mình mua quần màu tím với màu hồng mặc rất là thích luôn nên mình mua thêm màu xanh nữa. Giải rất là đẹp nha, giải nè các bạn, nhìn thấy giải không? Giải đẹp lắm.
Mình mua thêm cái quần này, quần này màu trắng. Quần cục luôn, mua một đống quần cục luôn, mỗi lần mua mua một đống nữa. Mua đồ sale thôi, sale rẻ lắm. Rồi cái này mua mặc quần này để mặc mùa đông. Mùa đông vải này mềm lắm, mình thích, rất là thích cái quần vải này, vải đã. Mùa đông mặc vòng vòng, đi vòng vòng chở thi đi học, đi chợ gì cũng được. Quần không nó sale gì thì mua cái đó, thì mua quần nữa. Cái này quần, quần này vải đẹp ha, quần này màu này đẹp nè. Quần này dễ mặc đồ, mình chỉ thích mặc quần màu giống vậy à, màu vậy, màu đen, màu trắng. Màu jean này màu đẹp chứ, màu đẹp ghê nha. Giống bán quần áo quá. Có ai mua tôi bán cho, có ai mua không? Có ai mua không tôi bán cho. Rồi cái này để mặc mùa đông, mình cứ mua vậy thôi. Ô cái áo này của Thi, mua áo này cho Thi đi học nè. À, áo này nè, mặc cho Thi mặc đi học. Thi thích hiệu này lắm nè, Thi thích hiệu mà có con này nè, đó có con nó thích cái đó đó. Đây, cái này cũng chắc cũng có Thi quá. Mua mà, mùa hè mua đồ mùa đông, mùa đông mua đồ mùa hè thì nó sale rẻ, mình không bao giờ mua cái gì. Cái này, à, cái này là của Thi. Áo này của Thi, của Thi mẹ mặc vừa luôn, nếu mà Thi không thích thì mẹ mặc luôn để cho nó trẻ. Cái áo này chắc của Thi nữa, của Thi màu mè lắm. À, Thi thích nhất là tie dye nên mẹ mua cái này cho Thi nè. Rồi cái áo này Thi bảo đảm Thi thích luôn nè, thấy không, đẹp nhiều thấy không. Đó, Thi thích cái gì cũng tie dye hết trơn. Tie dye là mấy cái này nè, quằn giống vậy nè, thích giống vậy nè. Bên đây là nó mấy đứa con gái nhỏ nhỏ thích mấy cái này, mấy đứa con gái lớn lớn giống mình cũng thích luôn. Shopping là sáng rỡ mặt mày, vui vẻ. Cái này mua cho Thi luôn, Thi cũng thích cái lính, đồ lính giống vậy Thi cũng thích luôn. Mua cho Thi, Thi đi học. Tới lúc mà mùa nhập học á, mình không bao giờ mua hết trơn á, mình mua trước thôi. Mình mua trước thì giá nó rẻ hơn là mình mua cái lúc mà mùa nhập học. Mùa nhập học thì ai cũng vô mua hết trơn á, nên nó đắt. Giờ thì nó nên những cái lúc on sale giống vậy á, thì nó rẻ. Cái áo này đẹp ha. Cái áo này Thi thích nhất là kim tuyến giống như nè. Đó, không biết nó có clip được. Nè đúng rồi nè, nó thích vậy nè. Thôi kéo con này lên cái ra đổi màu khác đó, nó thích vậy đó. Mấy đứa nhỏ nhỏ ở đây nó thích vậy á. Đó. Đó, đổi con này trở thành màu khác nè. Nha không? Đó. Nó giờ thành cha con này màu khác rồi đó. Nó mặc cái áo này bạn nó chạy theo á, kéo xuống kéo lên hoài. Con này giờ hai mặt. Còn này cái gì đây? À, cái này là cái áo. Áo này chắc mua cho Thi nữa quá. Thi cũng thích nhất là thể loại những cái in hình, những cái lá giống vậy nè. Đó, những cái lá mà giống như lá này lá nọ, lá của vùng nhiệt đới, nó thích vậy đó. À, này mua cho Thi mặc đi học nữa nè. Không biết nó thích đâu này, nếu nó không thích thì mình mẹ mặc luôn. Mẹ mặc cho nó trẻ. Hết rồi, có bao nhiêu đó là có một đống đồ này. Yeah, có một đống đồ này. Ôm nó. Áo này đẹp nè. Vải đẹp. Thì mới 9 tuổi à, mà mặc đồ của size 11, 12 tại cao á. Cái áo này đẹp ghê á, nhìn vải đẹp quá trời luôn. Tại bên này lạnh lắm nên tới mùa đông á, mặc mấy cái này đi học.
Thôi xin chào các bạn nha. Hôm nay hả mình chỉ mở bao nhiêu đó thôi, để nếu các bạn thấy thích cái video này thì các bạn hãy bấm like và bấm subscribe để xem các video kế tiếp nha. Nếu các bạn thích video thể loại này thì các bạn cho mình biết nha, để lần sau mình có đi shopping á, mình order online mình sẽ mở cho các bạn xem mình đã mua cái gì nha. Tạm biệt các bạn, bye.